Sáng ngày 12 tháng 1, 2023, nhằm 21 tháng chạp năm nhâm dần, tại văn phòng Ban trị sự tỉnh Chùa Quốc Thanh, phường 5, thành phố Vị Thanh, đoàn Ban tôn giáo tỉnh do ông Trần Khánh tổng trưởng Ban tôn giáo tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết thường trực Ban trị sự tỉnh. Thân mật đón tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban thường trực Ban trị sự tỉnh, cùng Chư Tôn Đức thường trực Ban trị sự tỉnh đại diện phái đoàn ông vũ mạnh hà phó ban tôn giáo tỉnh gửi lời cảm ơn và biểu dương các đóng góp của phật giáo tỉnh trong năm qua đặc biệt là trong các công tác an sinh xã hội phật giáo tỉnh nhà đã luôn chung tay cùng chính quyền giúp đỡ người dân bà con có hoàn cảnh khó khăn mong rằng trong thời gian tới chư tôn đức tăng ni phật tử sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh Nhân dịp trước thềm xuân quý mão, ông thay mặt ban tôn giáo tỉnh gửi lời chúc đến chư tôn đức tăng ni cùng phật tử được nhiều sức khỏe, vạn sự kiết tường. Thay mặt thường trực ban trị sự tỉnh thượng tọa thích phước thành gửi lời cảm ơn đến ban tôn giáo tỉnh cũng như lãnh đạo chính quyền các cấp trong thời gian qua đã luôn quan tâm và giúp đỡ ban trị sự tỉnh hoàn thành tốt các công tác phật sự trọng tâm như đại hội đại biểu phật giáo tỉnh lần thứ 10, đại hội đại biểu hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh lần thứ ba đại giới đàn huệ giác đồng thời thượng tọa cho biết ban trị sự tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các công tác an sinh xã hội đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển thượng tọa cầu phật gia hộ cho đoàn cùng gia đình được nhiều sức khỏe bình an hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó